gì hả? Tự nhiên cứ ngồi cứ hú hé hú hé. Bê lắm, sơ hở là ăn người ta chứ gì. Ăn Santa Natural sạch sâu dịu nhẹ tươi trẻ làn da. Để chị đem xuống chị chia cho các em. Em là kinh khí cầu nha mọi người. Kinh khí cầu nha mọi người. Em tự bay được. Em tự bay được. Xin mời ạ, mời Minh Tú. Cùng một lượt luôn không? Cùng một lượt luôn nha. Dạ, anh đếm kìa. 1, 2, 3. Một lượt luôn hả? Dạ vâng. 1, 2, 3. Bang bang. Ê, mình vô nhịp được không? Rồi, xin lỗi đi MC mà dữ quá vậy dữ. Chợ búa lên hả? Chợ búa lên hả? Rồi, xin lỗi anh ạ. 1, 2, 3. Đều quá tuyệt vời, cảm ơn các em. Lắc đầu rồi kìa ơi, lắc đầu, cái lắc đó là cái lắc là anh Binh mày lắm mà. Hay thế? Không, anh Binh mày lắm mà, không. Tại ok, mời khán giả. Có khi nào cái kết quả nó là cú tát vô mặt mấy mình? Có, nãy em cũng bị á. Tập trước là tát em văng cái nết em luôn. Văng cái nết em luôn. Em có chính kiến ạ. Lần này em vẫn giữ chính kiến của em. Chúng ta có sự trở lại của Hữu Duy. Nó tát chắc xỉu quá thì sao? Gì là chị tát em cái em tát chị cái. Sao vậy? Radar của em bị hỏng rồi, thôi chết rồi. Radar của em, là tụi mình bị hỏng hết trơn rồi. Bà giả không á? Dễ lắm, tham gia vô đây tụi mình vô duy hết. Tại bà giả hết hướng luôn. Ớt đổ thừa, lại đi lớn rồi đổ thừa, hở là đổ thừa. Mình phải chịu trách nhiệm với những gì mình chọn chứ. Trời ơi, còn đồng lòng nữa, bốn chị em nè, tự giác mà. Cởi bộ vest ra thấy nó khác liền ha. Ngộ đời. Ai? Ăn đi, thấy có vẻ thèm khác lắm rồi. Ngồi chương trình này là lựa cho người ta chứ không phải cho mấy đè, đâu mấy đè. Cái gì hả? Tự nhiên cứ ngồi cứ hú hé hú hé. Bê lắm, sơ hở là ăn người ta chứ gì. Để chị đem xuống chị chia cho các em. Nhưng mà em nhìn giao diện của anh thì em cảm giác anh là người thuộc cung khí. Song tử thiên bình hoặc là bảo bình. Khí là gì ạ? Cung khí. Hoặc là cung mọc của anh là cung khí. Hoặc là anh có nguyên tố khí trong bản đồ sao. Cái khí là mình diễn đạt theo cuộc sống nó là gì? Ở à, cung để khí hiểu. Là những người mà kiểu hơi lý lắc, hơi kiểu... Như chị Như là khí gì? Như nó là khí nitơ hay oxy em. Em là kinh khí cầu nha mọi người. Kinh khí cầu nha mọi người. Em tự bay được. Em tự bay được. Đón xem Người ấy là ai 2022 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.